Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 18 tháng 8 niên Quý Mão. Đây là đình thằng Bình An Thạnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh Trung. Bữa nay là có buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hay chưa quý vị? Ở đây là ban trị sự nó quá nhỏ nên không có cái chỗ để thuyết giảng cho đồng đạo tới dự, nên là phải thuyết giảng bên cái đình thằng hay chưa quý vị? Bữa nay là giáo lý viên Phan Chí Tâm thuyết nha quý vị. Mình nghe đọc bài nghe mắt là thầy do các vị đọc giảng viên với những cái giọng đọc trầm bổng như chưa đi vào lòng người để cho ta thấm sâu hơn qua lời. Những đoàn xe các chú quý vị đồng đạo các nơi về dự buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo quý vị. Như vậy thì đó là cái bằng quá tục, đó là lắng lời du luyện học kệ kinh. Và đặc biệt khi mà học kệ kinh xong rồi, lúc bây giờ chúng ta đã có được một cái kho tàng kinh điển trong bụng của mình. Và đồng thời khi có được một kho tàng kinh điển trong bụng của mình, thì lúc bây giờ chúng ta học để chúng ta tu và tập, chứ không phải chúng ta học để là mình nghe đời. Không phải chúng ta có được kinh điển thông suốt rồi, còn mình lại không biết để chê đồng đạo này hỏng mặt mình, chê đồng đạo kia tu còn có thể, chê đồng đạo kia tu còn quá dở, thì như vậy là chúng ta không có kết quả. Bởi vì hôm nay chúng ta học để mình tu, mình phải nhớ kỹ là hôm nay chúng ta học để chúng ta tu. Chào chú bảo vệ nha. Bởi vì hôm có chú bảo vệ rồi mới an toàn xe nha quý vị đồng đạo. Tôi nói các bạn, bản thân tôi là cái người sửa tốt, kế tiếp tất cả đồng đạo chúng ta nghe lời của tôi cùng bạn. Cái điều nào nó đúng, cái điều nào nó phải như lời Đức Thầy dạy đầu tiên, sứ mạng nó phải gì nghe đồng bạn nó nhắc. Còn nhiều khi những gì mà tôi nói không đúng, những gì mà tôi nói sai đồng bạn đừng nghe, chứ chúng ta đừng chắc không phải ông Chí Tâm nói cái gì mà tôi nghe. Quý vị nên nghe lại lời của tôi nói, nếu điều nào mà phù hợp với lời dạy Đức Thầy, thấy họ bình đồng đấy, chúng ta đồng nghe. Đây là chuẩn bị bát mâm sẵn cho buổi thuyết giảng, xong chúng ta sẽ dùng cơm của quý vị. Chúng ta nghe pháp xong rồi chúng ta được dùng cơm rất là ngon luôn rồi quý vị. Mình đang chia sẻ như lời Đức Thầy dạy là bàn với lượng tặng tôi chân lý. Như lời Đức Thầy dạy rất rõ là ta yên đúng với ta dạy kệ. Khi ta đồ dùng các quý đồ, nghe ngãn lời cái bước mờ hồ, tìm hiểu nghĩa, làm chế, đấy là cái quan trọng đó. Về mà cho nên hôm nay khi nghe như vậy rồi, thì mỗi lần đạo chúng ta mới thở lại với chính mình. Mà Đức Thầy dạy là trao tâm luyện tánh cho mình, chuyên lo luyện tập tự mình cho tên qua hai phần nhận cầu. Như vậy thì quý vị, khi mà chúng ta nghe như vậy rồi, thì lúc bây giờ mình biết được con đường của mình rồi, cho nên chúng ta mới trở lại là trao tâm luyện tánh cho mình. Như vậy thì trao là sửa, chúng ta nhớ kỹ chữ trao là trao uống nha. Tôi trao cho anh hoặc này, tôi trao cho anh hoặc khác, chữ trao là khác, trao là cho, trao cho, trao nhau là khác. Còn chữ trao này là sửa, tức là đạo. Cho nên chữ trao này, trao tâm là chúng ta phải sửa cho cái nội tâm chúng ta. Giống như lời Đức Thầy dạy rất rõ là luyện. Ê, chở Nga luôn á. Còn này thì trao tâm luyện tánh. Còn khác thì Đức Thầy dạy là luyện tánh, trao tâm cho sạch sẽ. Hay quả Đức Thầy dạy là nhàn tâm nhàn. Hai đồng giảng viên đó nghe quý vị đang đi vô chung tình, chung tình. Vì vậy cho nên hôm nay trao tâm có nghĩa là chúng ta phải sửa. Như vậy tâm là lòng, tâm là tư tưởng, mình nói gọn dễ hiểu. Cái giờ này chúng ta giải nghĩa tâm là đoàn, là nhục đoàn tâm vậy đó, là duyên nữ tâm, là chân như tâm. Nếu chúng ta nói tâm là nhục đoàn tâm là ngày xưa dạ đúng rồi, các vị hiện tiếp giải nghĩa cái từ này tôi thấy chưa chính xác. Bởi vì tâm không phải là con tiếng, mà tâm là khối óc chúng ta là tập. Cho nên mà nếu nói tâm thì đoàn tâm là tôi không chấp nhận được, dù rằng trước đây tôi cũng hiểu tâm là nhục đoàn tâm. Nhưng mà khi mà chúng ta nói tâm là con tim không đúng, tâm là khói óc, tâm là chất xám, tâm là bộ não, con tim nó chỉ là làm nhiệm vụ là co thắt để nó bơm máu nuôi cái tâm trên này nè. Tâm là cái này là đồng đạo à, tâm là cái chúng ta nói đó, có thật chỉ là tâm là người và cái nó là cái
vô đi. Như vậy tư tưởng của tôi là như vậy, bất thành kiến phàm như chúng tôi chưa hay thôi, nhưng nước mắm ba là mặn rồi đó thôi. Cho nên cái nguồn tư tưởng chúng ta đồng đạo hình dung rất hay cho biết, giống như là sen lâm giống như đường núi này, nó nhiều các cái bụng bời quá cái mọi tâm. Vì vậy nên trong tâm là chúng ta phải thanh lọc, thanh lọc cái hội tư tưởng. Giống như cái thầy dạy là sự đầu tiên của người hành đạo tốt của thanh tư tưởng. Dạ, cái tổ đại nước nha. Và đồng thời nhất như không được thì người hành tốt của người hành đạo sẽ có một cái thất bại. Quay quay này là còn bằng một thằng tư tưởng mình không em bé đại nước hả con? Và đồng thời ngoài việc tu tâm, Đức Thầy dạy là dưỡng tánh. Kính thưa đồng đạo, rất là luyện tánh. Ở đây Đức Thầy dạy là tu tâm dưỡng tánh. Còn với Khổng Tử thì dạy là tu tâm dưỡng tánh. Với Lão Tử thì dạy là tu tâm còn tánh. Cho nên những cái niệm này trong tôn giáo thì có đạo Phật thì tu tâm là luyện tánh, rồi đạo Khổng thì tu tâm dưỡng tánh, đạo Lão thì tu tâm còn tánh, nhưng mà tu trong bạn không khác. Đó là chỉ khác nhau về phát phạm thôi. Như vậy thì tại sao Đức Thầy dạy chúng ta là luyện tánh? Như vậy tâm và tánh là hai là một, thì xin thưa ông là tâm tánh bốn nghiệp. Chào ông bác sĩ nha. Bữa nay mới đến thấy ông bác sĩ đi dự buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đó quý vị ơi. Chứ hiếm lắm ông mới được đi đó. Tại sao mà bảo quá cho tôi không có cơn sống ngọt? Lúc bây giờ cơn sống lớn của tôi mới trả lời, này cơn sống ngọt, ngươi đừng có bắt mạng, ngươi đừng có bắt mạng. Cái mà ngươi nhìn chỉ là ảo tưởng, ngươi quên rằng cái chủ thể bên trong của ta và ngươi đều là nước. Dầu đàn cơn sống nhỏ, dầu đàn cơn sống lớn, nhưng mà cái chủ thể bên trong, cái bản thể bên trong đó là nước. Như vậy thì tâm chúng ta là nước, mà tâm là sống bên ngoài. Nó một cách nghĩa nghĩa tâm tức là dầu, mà tánh là đẹp. Nếu mà không có dầu thì chào cô. Nếu mà không có tâm thì làm gì mà có tánh? Nếu như không có nước thì làm gì có sống? Vì vậy cho nên các chư Phật rồi tâm và tánh dầu đàn nó ngang, nhưng mà cho nó là một. Nếu nó là một không có, nếu nó là một, nếu chúng ta ở một cái giới thì nó là một. Còn nếu nó là cái giới thì nó là một. Thì đây là ở cái chỗ đạo Phật bất nhị đạo của mình. Như vậy thì tại sao tâm thì dạy là bao la, tức là bao sửa bên trong, mà tánh thì dạy là gì tánh? Bởi vì tánh là ngoài. Nhiều khi đồng đạo nhìn con, đồng đạo biết cái tánh của con, tánh chỉ là nói gì ơ mơ bài, nói gì đầu lắc lắc, nói gì càng câu chừng nào lớn tiếng nhỏ, mới lúc đầu nó chuyện chuyện luôn đó, nó một bán đầu nó đóng máy và nói gì cũng được, giống như mà máy tôi đeo mà chạy ngày xưa đồng đạo, đến khi đóng máy đầu đó, mà ông trưởng ba cũng tắt máy, nó rút đi máy, nó chạy đồng đạo, nó tắt là như vậy, rồi nó tắt nó mang cái tâm này nó thẳng, nó không sợ mà buồn, cũng có nhiều người rất là buồn, nhưng mà cái nội tâm nó đâu đồng đạo biết đâu. Vì vậy nên sống chung nhà với nhau thì có phải